nhờ cái nhân duyên chúng ta đến với gì ạ, trần gian này, là cách mà chúng ta tu tập để rồi mỗi ngày chúng ta trở thành một phiên bản tốt hơn chính chúng ta của ngày hôm qua. Tức là cái muốn của chúng ta nó trí tuệ hơn, nó đúng quy luật đạo lý hơn. Cái nghĩ của chúng ta nó đúng hơn, nó đúng quy luật đạo lý hơn. Và gì ạ, làm cái gì cũng phải lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Cái muốn của mình thì đừng có ích kỷ, là chỉ có muốn cho riêng mình không. Đừng có gì ạ, cái muốn của mình thì thù oán, hãy tháo bỏ đi. Cái muốn của mình là chỗ nào ân cần phải báo ơn thì hãy gì ạ, cố gắng, lúc nào làm được thì làm đi. Nguyên Niêm Nguyễn có đặt câu hỏi: thầy cho em hỏi một chút về khái niệm luân hồi. Em là dân kế toán, có khái niệm trong kế toán về số dư cuối năm sẽ được chuyển thành số dư đầu năm cho năm sau. Vâng, nó là một loại luân hồi đấy ạ. Vậy thầy cho em hỏi về nhân quả, nhân duyên trong vô lượng kiếp. Mỗi lần mình chết đi thì lại tổng kết lại số dư về nghiệp lực nhân duyên của kiếp vừa rồi, rồi chuyển sang kiếp sau ạ. Vậy nhân duyên của kiếp này là hệ quả của vô vàn kiếp trước hay chỉ là của kiếp gần nhất ạ? Xin lỗi nếu câu hỏi của em diễn đạt không thoát ý, em cảm ơn thầy. Vâng, trong câu hỏi của đồng chí là có cả câu trả lời rồi đấy. Vậy tóm lại là thế này, nguyên tắc là chúng ta chết đi, cái này ai tin được thì tin nhé, mà không tin được cũng thôi, chứ tránh tình trạng chúng ta truy sát nhau đến tận cùng, đúng không? Rồi, vậy thì hỏi cái câu đầu tiên là trước khi chúng ta, khi mà chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ mang gì ra khỏi thế giới này? Thì thưa quý vị, chúng ta mang ra khỏi thế giới này là thói quen muốn, và thứ hai là thói quen nghĩ. Tức là ở đây chúng ta có mấy cái muốn. Một là muốn trả thù, hai là muốn báo ân, ba là muốn vơ vét vật chất về cho mình, hay là muốn người khác phải tôn trọng mình, vinh danh mình, hay là muốn gì ạ, to cao đẹp trai. Tức là những cái thói quen muốn nó sẽ mang theo mình và mang đi sang thế giới tiếp theo để nó tái sinh. Thứ hai là thói quen nghĩ. Nghĩ tức là ở đây sẽ có mấy nhóm nghĩ. Một người nghĩ là không làm, nhưng nếu khéo lựa chọn thì vẫn có cách có ăn. Có người thì họ nghĩ là nếu không làm thì chắc chắn là không có ăn. Có người thì nghĩ rằng là sẽ có việc này nhàn hạ hơn việc khác. Nhưng cũng có người nghĩ là việc nào cũng có hai mặt của nó, cũng có mặt tốt, cũng có mặt xấu. Vậy thì bản chất chúng ta có hai thói quen. Một là thói quen muốn, và hai là thói quen gì ạ? Nghĩ. Và cái đó nó sẽ mang đi. Và chính vì thói quen muốn thì nó tạo ra tái sinh. Ví dụ tôi muốn báo ơn thì tôi sẽ tìm đến chỗ để tôi báo ơn. Tôi muốn báo oán thì tôi sẽ tìm đến chỗ báo oán. Và cái luân hồi này không phải áp dụng cho một đời người, một kiếp người đâu nhé, mà cái luân hồi này nó áp dụng ở trong từng thời khắc. Tôi lấy ví dụ, hết một ngày thì sang sáng hôm sau nó chuyển sang một vòng luân hồi mới. Vì vậy sang sáng hôm sau mà anh nào mà còn nợ tiền mình, có phải mình cũng đi đòi không? Hoặc là ai đã giúp mình thì mình sắp xếp lịch để mình đi báo ơn không? Báo ơn báo oán đấy. Rồi ai mà ngang với tầng của mình thì mình muốn tham khảo để mời đi uống cà phê không? Trong công việc thì thói quen cách nghĩ của ngày hôm sau nó do các cái gì ạ? Thành quả của ngày hôm trước nó cũng tạo ra một cách nghĩ mới mà chúng ta hay gọi là nghiệp. Đấy. Vậy thì hết một ngày nó cũng luân hồi cơ mà. Nhưng mà hết một tuần thì đến thứ hai đầu tuần cũng họp giao ban, nó cũng luân hồi cơ mà. Hết một tháng đến ngày mùng 1 cũng luân hồi cơ mà. Hết một năm cũng luân hồi. Vậy thì cái khái niệm luân hồi không phải dùng cho một đời người,
mà dùng cho gì ạ? Một chu kỳ lặp lại, là một ngày, là một tuần, là một tháng, là một năm. Vậy việc mà cộng nghiệp của chúng ta được cộng trong vô lượng kiếp, tích lũy nghiệp trong vô lượng kiếp hay chỉ kiếp gần nhất, thì thưa các anh chị, nếu chúng ta đòi nợ thì chúng ta chắc chắn là phải truy sát đến tận cùng bao nhiêu năm trước mà anh nào còn nợ mình mà chưa trả, khi gặp ắt mình vẫn đòi, chứ không phải là nợ ngày gần nhất thì mình mới đòi, còn ngày hôm kia là mình không có đòi nữa thì không có phải. Rồi tiếp tục, nếu mình cần phải báo ơn thì có thể mình ơn huệ ai đó cách đây 10 năm nhưng bây giờ mới trả được. Cũng giống như là mình ơn huệ ai đó trong 10 kiếp trước thì kiếp này mới trả được. Vậy thì rõ ràng là câu chuyện chúng ta đi tái sinh, là thứ mà tái sinh chính là thói quen muốn và thói quen nghĩ. Và do cái muốn mà chúng ta đến cái chỗ nào đó để chúng ta đòi nợ, hoặc chúng ta trả ơn, hoặc vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mà gọi là đủ nhân duyên mà hội tụ gặp nhau. Thì như vậy là nó cộng nghiệp của vô lượng kiếp, tích lũy nghiệp của vô lượng kiếp. Và cái cách đi luân hồi tái sinh là như vậy. Và ở đây mọi người nghĩ mà cho rằng có vô lượng kiếp thì tùy mọi người, mà không nghĩ vô lượng kiếp thì ít nhất sau một vòng tái sinh luân hồi trong một ngày, trong một tuần, thì mình cố gắng phải tạo mình là một phiên bản tốt hơn. Tức là sau ngày hôm qua thì đến ngày hôm nay mình phải là phiên bản tốt hơn. Sau tháng trước thì tháng này mình phải là phiên bản tốt hơn chính mình của tháng trước. Vì vậy nhờ cái nhân duyên chúng ta đến với gì ạ, trần gian này, là cách mà chúng ta tu tập để rồi mỗi ngày chúng ta trở thành một phiên bản tốt hơn chính chúng ta của ngày hôm qua. Tức là cái muốn của chúng ta nó trí tuệ hơn, nó đúng quy luật đạo lý hơn. Cái nghĩ của chúng ta nó đúng hơn, nó đúng quy luật đạo lý hơn. Và gì ạ, làm cái gì cũng phải lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Cái muốn của mình thì đừng có ích kỷ, là chỉ có muốn cho riêng mình không. Đừng có gì ạ, cái muốn của mình thì thù oán hãy tháo bỏ đi. Cái muốn của mình là chỗ nào ân cần phải báo ơn thì hãy gì ạ, cố gắng lúc nào làm được thì làm đi. Đấy, thì báo cáo cả nhà như vậy để nói về luân hồi. Và chúc em có những ngày luân hồi hiệu quả, để em của ngày hôm nay tốt hơn chính em của ngày hôm qua. Thì đó chính là sự luân hồi tiến hóa. Còn nếu mà mình luân hồi mà em ngày hôm nay lại nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện chè, nghiện gái hơn ngày hôm qua, thì có nghĩa em trở thành một phiên bản tệ hơn ngày hôm qua. Như vậy mong cả nhà càng ngày càng trở thành một phiên bản tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Rồi xin cảm ơn câu hỏi của William Nguyễn. Rồi ạ. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.